Giá heo hơi hôm nay, ngày 25 tháng 7, tăng giảm trái chiều 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg trong ngày đầu tuần. Giá heo hơi hôm nay, ngày 25 tháng 7 biến động trái chiều thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất con giống cho các tỉnh và khu vực vào năm 2030. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi tăng giải rác so với cuối tuần trước. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ một giá, Thương lái tại Lào Cai và Vĩnh Phúc đang cùng thu mua heo hơi trung giá 71.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Ninh Bình tăng 2.000 đồng mỗi kg lên 72.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với Hưng Yên và Nam Định, cao thứ hai khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 69.000 đến 73.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 71.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 70.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 71.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 72.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 72.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 71.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 71.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 73.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 71.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 71.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 69.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 72.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 69.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên biến động trái chiều. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo đó, tỉnh Bình Định điều chỉnh giao dịch lên mốc 70.000 đồng mỗi kg sau khi tăng nhẹ một giá trong hôm nay. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị giảm 2.000 đồng mỗi kg xuống mức 68.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với tỉnh Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên giao động trong khoảng 66.000 đến 73.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 70.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 72.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 70.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 68.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 69.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 69.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 71.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 70.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 68.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 71.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 67.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 66.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 73.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng giải rác. Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một vài nơi với mức 1.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh cùng nhích nhẹ một giá, hiện đang giao dịch heo hơi trung mức 71.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày đầu tuần. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 65.000 đến 72.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 68.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 72.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 66.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 71.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 71.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 71.000 đồng mỗi kg, Long An là 68.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 71.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 65.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 69.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 65.000 đồng mỗi kg, hậu Giang là 69.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 65.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 66.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 66.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 72.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 69.000 đồng mỗi kg. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1/20 quy lê TTG ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 đến 2030 tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2026 đến 2030 duy trì ở mức 3%, tiếp tục phát triển các con giống vật nuôi chủ lực của thành phố và trở thành trung tâm sản xuất con giống cho các tỉnh và khu vực vào năm 2030, theo báo pháp luật online. Đến năm 2030, chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là trang trại quy mô vừa và lớn, hình thành vùng an toàn dịch bệnh cấp thành phố đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sản xuất giống vật nuôi. Chủ lực của thành phố